là bị nám nhiều không chị? Nói chung là bây giờ em mới bắt đầu dùng cái bách hoa tiên này thôi, thì là cái gói cái hộp đầu tiên ấy em uống thì nó cải thiện rõ rệt, năm da nó cái trắng hồng ra. À thích nhỉ. Thế là da trắng hồng ra mà vâng. Mà cảm thấy cái cơ thể của mình nó khỏe, nó thoải mái lắm. Dạ dạ dạ. Kinh nguyệt như là nó cái màu sắc nó tươi, nó không như trước. Ôi thế thì may quá, đã uống được mấy hộp rồi chị nhỉ? Em uống như thế là hết 6 hộp rồi đấy. À 6 hộp rồi. Vâng. Mà uống 6 hộp rồi, mới uống có 6 hộp mà da dễ đẹp thế là được rồi. Thế là nám là hết chưa chị? Nám hết sạch chưa? Nám là như cái gò bình thường này là từ bên trong mà không thấy nó vào nữa. À thế ạ, vâng, thế là được rồi, thế ok rồi. Thế là nay em gửi cho 10 hộp nhá. Rồi ok, gửi cho mình 10 hộp và địa chỉ cũ nhá. Nếu mà mọi người chưa biết bách hoa tiên là cái sản phẩm nào thì đây chính là cái sản phẩm bách hoa tiên mọi người nhé. Đúng như tên gọi của nó luôn, được rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là cải thiện về nội tiết, cải thiện về da dẻ hay là cải thiện về vòng một cho chị em luôn. Thành phần chính của nó sẽ là collagen và glutathione mọi người nhé. Đấy, tem tiếc sẽ là đầy đủ cho mọi người luôn. Đấy, này của Medista nha mọi người, đó của nhà Last Beauty. Đó, đây một hộp của nó thì sẽ là có 20 gói và mỗi gói sẽ là 3 gram. Và nó có thành phần như thế nào, tại sao nó nhiều công dụng như vậy thì đây mình sẽ cho các bạn xem bảng thành phần nhá. Đấy, thành phần của nó đây mọi người sẽ thấy này. Đấy, peptide blood này. Đó, mọi người thấy không ạ? Đây chính là collagen thủy phân nhập khẩu từ Đức là 700 mg. Hàm lượng glutathione 10% là 100 mg. Lecithin 100 mg, insoflavon 40% là 50 mg. 38 mg là cao hỗn hợp. Đấy, nho Việt Quất, đấy, lưu ô liu, toàn những cái loại thành phần lại là quá nổi tiếng và quá đắt đỏ luôn đó mọi người. Chiết xuất từ dương xí, acid hyaluronic, biotin. Đó, nên là bảo sao vừa đẹp da, đẹp tóc, đẹp móng đâu, nội tiết tốt luôn. Đấy, ok, nếu mà mọi người thắc mắc cho cái sản phẩm này cứ liên hệ trực tiếp với mình nhá. Nguyễn Loan 0985 38298 nha mọi người, mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người luôn. Đó, khách hàng sử dụng xong phản hồi rất là tốt luôn mọi người ạ. Mà giá thành lại quá là rẻ luôn. Đấy, mọi người inbox cho mình nhá. Giá 1xx luôn nha mọi người.